Giá heo hơi hôm nay, ngày 29 tháng 12, thị trường tiếp tục lặng sóng. Giá heo hơi hôm nay, ngày 29 tháng 12 không ghi nhận biến động mới ở cả ba miền. Cuối năm, thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang trên diện rộng. Theo khảo sát, thị trường heo hơi khu vực miền Bắc tiếp tục lặng sóng. Cụ thể, heo hơi tại hai tỉnh Bắc Giang và Hưng Yên đang được thu mua với giá 54.000 đồng mỗi kg cao nhất khu vực. Cùng thời điểm khảo sát, thương lái tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang giao dịch cùng mức là 51.000 đồng mỗi kg. 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được chứng kiến tại các địa phương còn lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 51.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 51.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 53.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 53.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới. Theo đó, các địa phương bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đan Lắk và Ninh Thuận đang giao dịch cùng mức 51.000 đồng mỗi kg. Tại các địa phương khác, heo hơi đang được thu mua với giá 52.000 đồng mỗi kg. Như vậy, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 52.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5. 000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 51.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 52.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 52.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 51.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 51.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng. Tại miền Nam, thị trường heo hơi chững giá ở tất cả tỉnh, thành. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Bến Tre đang thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. 53.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Bạc Liêu. Trong khi đó, thương lái tại các địa phương còn lại đang thu mua heo hơi với giá 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai là 52.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 53.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 52.000 đồng mỗi kg, Long An là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg, An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 53.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 52.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 51.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 51.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 51.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 52.000 đồng mỗi kg. Mùa đông rét đậm rét hại có thể xảy ra vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 năm 2023, dự báo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến khó lường, theo báo Hà Nội mới. Cuối năm, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật gia tăng mạnh, thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh. Một số nơi có tình trạng chủ quan, lơ là, khó khăn trong việc triển khai phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh đạt tỷ lệ thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các ngày rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 1, nửa đầu tháng 2 năm 2023, sẽ có nhiều đợt rét đậm kéo dài 3 đến 5 ngày. Để giảm thiệt hại cho ngành nông nghiệp nói chung, lĩnh vực chăn nuôi nói riêng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay lạng sóng ở cả ba miền. Hiện tại, Giá khảo sát ở các tỉnh thành duy trì trong khoảng 50.000 đến 54.000 đồng mỗi kg.